Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của bản tin phố đêm ngày hôm nay. Thưa quý vị, chỉ còn vài giờ nữa thôi là chúng ta đón mừng năm mới, nhưng mà trên thế giới đã có rất là nhiều nơi đã bước sang năm 2016. Và thưa quý vị, chỉ trong vòng một thời gian ngắn khi mà năm mới đến thì tại Dubai đã có một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra. Lửa đã nhấn chìm một khách sạn cao cấp. Và khách sạn cao cấp này nằm ngay trong trung tâm thành phố và sát với tòa nhà lớn tòa nhà cao nhất thế giới. Và cũng sát với cái khu vực mà nơi có hàng trăm ngàn người dân địa phương đang đổ về để xem những màn bắn pháo bông đón chào năm mới. Và khách sạn chìm trong biển lửa này là khách sạn The Address. Đây là một tổ hợp gồm khách sạn cao cấp, khu ở cao cấp. Và đây là tòa nhà cao 36 tầng, được biết là lửa bắt đầu từ tầng thứ 20, nhưng mà may mắn là không có lan vào phía trong, mà ở bên ngoài thì lửa bao trùm. Một cảnh tượng hoảng loạn đã xảy ra, mọi người trong tòa nhà chạy và khi mà lửa nó lan ra thì kèm theo rất là nhiều tiếng nổ. Nhưng mà bên cạnh đó thì dân chúng vẫn rất là bình tĩnh, đang chờ đón những cái màn pháo bông. Và cho đến giờ, ngay sau đó thì giới chức đã nhanh chóng di tản toàn bộ tòa nhà và họ dập tắt lửa. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bản tin này, bởi vì hiện nay thì vẫn chưa có rõ là cái nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn này. Và hiện tại thì cái con số hiện tại là có 14 người bị thương nhẹ do khi mà họ chen lấn nhau chạy ra khỏi hiện trường. Và thưa quý vị, cũng chỉ trong giây phút ngắn trước khi mà năm mới bước sang thì ở thành phố Munich, Đức Quốc, cảnh sát đã cho di tản hai trạm xe lửa bởi vì do bị đe dọa khủng bố. Và cảnh sát thông báo là dựa vào những chứng cứ quan trọng. Cảnh sát Munich hiện đang đối phó với một đe dọa khủng bố tấn công trong khu vực thành phố. Đây là thông tin mà cảnh sát thành phố Munich đăng trên mạng Facebook. Tuy nhiên, chi tiết về đe dọa khủng bố thì không có được tiết lộ. Trong khi đó thì tại New York, tại Upstate New York, thành phố Rochester, thì cảnh FBI, lực lượng liên bang, vừa bắt giữ một nghi can bị cáo buộc là hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố IS. Và người nghi can 25 tuổi bị buộc tội là đã âm mưu tiến hành một cuộc tấn công vào dân thường vào tối ngày hôm nay, vào tối giao thừa tại khu vực Rochester. Thì sáng hôm nay trước tòa, anh ta khai là trong suốt 2 tháng vừa qua thì anh ta có liên lạc với một phần tử, với một thành viên của tổ chức ISIS ở Syria, và người này yêu cầu anh ta là tiến hành tấn công khủng bố, và người này hướng dẫn cho anh ta. Và cũng theo như lời khai trước tòa thì anh ta đã được người này thông báo là anh ta phải tiến hành tấn công khủng bố thì mới gia nhập được lực lượng của ISIS. Và trong đoạn băng ghi âm ghi lại được thì anh ta đã có lời tuyên thệ trung thành với nhà lãnh tụ của tổ chức khủng bố ISIS. Chỉ còn vài giờ phút nữa thôi thì ở quảng trường thời đại thành phố New York sẽ diễn ra lễ hội đón mừng năm mới rất là lớn. Và như chúng tôi đã thông báo, hiện nay thì vào tối hôm nay, ngay giờ phút này đây, thì có hơn 6.000 cảnh sát được triển khai quanh khu vực Times Square để bảo vệ, tăng cường, siết chặt lại tình hình an ninh ở đây. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì Hương Giang có gửi đến quý vị về cái luật giao thông
luật lái xe mới sẽ bắt đầu có hiệu lực ở California vào năm 2016, nhưng mà trong đó có một chi tiết không được chính xác, thì Hương Giang xin lỗi về chi tiết này. Thì trong bản tin ngày hôm nay thì Hương Giang cũng xin gửi đến quý vị thông tin về luật mới này nó chi tiết hơn. Theo như nha lộ vật của tiểu bang California hay còn gọi là DMV, khuyến cáo người điều khiển phương tiện giao thông cần phải hiểu luật lái xe mới bắt đầu có hiệu lực từ năm 2016. Và những luật mới này nhằm bảo vệ trẻ em, hành khách trong xe, khách bộ hành và kể cả người đi xe đạp. Một số quy định mới thay đổi từ luật hiện hành, theo DMV cho biết. Hai trong số những luật mới đó là ghế ngồi an toàn cho trẻ nhỏ và trình báo tai nạn giao thông sẽ được áp dụng vào năm 2016, nhưng sẽ không thực sự có hiệu lực cho đến tận ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2017, là do các cơ quan họ phải mất 1 năm thì mới tuân thủ được theo luật mới. Và luật về ghế ngồi an toàn cho trẻ nhỏ theo Assembly Bill năm số 53 đòi hỏi trẻ em 2 tuổi phải được đặt ngồi trên ghế an toàn quay mặt về sau. Và ngày hôm qua thì Giang có nhầm lẫn chi tiết này, đó là Giang nói là trẻ em 1 tuổi. Nhưng mà theo luật, chính xác theo luật là đòi hỏi trẻ em 2 tuổi phải được đặt ngồi trên ghế an toàn quay mặt về sau, theo khuyến cáo của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ. Trước đây thì luật chỉ yêu cầu trẻ em dưới 1 tuổi đặt vào ghế an toàn thì phải quay mặt về sau, nhưng mà bắt đầu từ sang năm thì cái số tuổi nó tăng lên, tức là trẻ em cho đến 2 tuổi thì phải được đặt vào trong ghế ngồi an toàn ở trên xe và quay mặt về trong. Nhưng mà luật miễn áp dụng đối với những trẻ em mà có số cân nặng là 40 pound trở lên hoặc là cao hơn 40 inches. Một luật khác là Senate Bill số 491 là tăng mức thiệt hại tai nạn phải trình báo cho DMV. Người lái xe phải trình báo khi bị thương tích hoặc khi có thiệt hại về tài sản trên 1.000 Mỹ kim, từ 1.000 Mỹ kim trở lên, cao hơn cái giá trị bị thiệt hại. Hiện nay theo luật hiện nay hiện hành thì nếu như mà quý vị bị tai nạn giao thông mà bị thiệt hại về tài sản, bị cái giá trị bị thiệt hại thì 750 đô trở lên thì phải báo cáo, nhưng mà theo luật mới thì từ 1.000 Mỹ kim trở lên thì mới phải báo cáo, mới phải trình báo. Và luật Senate Bill 491 cũng cấm tài xế đeo tai nghe cả hai bên khi điều khiển phương tiện giao thông hay khi đạp xe đạp. Ngoại lệ duy nhất dành cho những người điều khiển phương tiện cấp cứu, thiết bị xây cất hoặc thiết bị chuyên chở chất thải. Thì nếu như mà quý vị muốn biết danh sách đầy đủ những cái luật lái xe mới thì quý vị có thể vào trang web của DMV, đó là dmv.ca.gov. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì San Jose, mình thành phố San Jose đã có thêm 1 triệu phú mới do nhờ trúng vé xổ số. Vào tối hôm qua thì chiếc vé số trị giá 1.900.176 Mỹ kim đã được bán ra tại The White Rock Liquor Store nằm ở số 5768 đường Santa Teresa, thành phố San Jose. Đây là giải xổ số của tiểu bang California vào tối hôm qua, vào ngày thứ tư. Thì chiếc vé số may mắn này là trúng 5 con số. Nếu như mà trúng luôn 6 con số thì cái giải thưởng nó sẽ lên đến là 300 triệu Mỹ kim. Hiện nay thì chủ nhân của chiếc vé số may mắn này vẫn chưa xuất đầu lộ diện, và theo các quan chức của hãng xổ số thì họ thúc giục là người chủ nhân của chiếc vé số này nên mau chóng ký đằng sau chiếc vé số và cất giữ cẩn thận, và có thể đến
một trong 9 văn phòng xổ số của quận để nhận lãnh giải thưởng. Và người trúng giải có 180 ngày để đến nhận giải. Vào ngày tối ngày thứ bảy tuần này, tức là vào ngày 2 tháng Giêng năm 2016, thì giải đặc biệt xổ số Powerball sẽ được xổ với cái giải đặc biệt số tiền lên đến 334 triệu. Rất là nhiều người hiện nay thì đang đổ xô đi mua vé số giải này. Không biết liệu xem thử mình có may mắn hay không. Thưa quý vị, Hương Giang xin kết thúc phần tin phố đêm ngày hôm nay tại đây. Và năm mới chỉ còn một vài giờ nữa thôi. Hương Giang xin kính chúc quý vị một năm mới sức khỏe, an khang, hạnh phúc. Và những ngày tới, những ngày đón năm mới, tại vì năm mới thì chúng ta có thêm ngày thứ bảy và chủ nhật nữa. Nếu quý vị có đi ra ngoài thì xin hãy cẩn thận trên đường đi. Và Hương Giang kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng bên gia đình và bên người thân. Và một lần nữa kính chúc quý vị một năm mới sức khỏe, an khang và hạnh phúc. Hương Giang xin kính chào và hẹn gặp lại.